Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Thủ tướng tập trung ứng phó với bão số 4, không để tình trạng lũ chồng lũ. Để ứng phó với bão số 4 đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng yêu cầu điều tiết các hồ đập, thủy điện, thủy lợi khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối những công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ. Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế. Công điện dẫn dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 19 tháng 9, bão có thể gây gió mạnh, sóng lớn ven biển và đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam với sức gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, 89 đến 102 km/h, gây mưa lớn tại khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định trước, trong và sau bão. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ còn rất phức tạp. Dự báo có thể thay đổi cả về cấp độ gió, tốc độ di chuyển, hướng di chuyển, phạm vi ảnh hưởng và lượng mưa. Tiếp theo công điện ngày 17 tháng 9, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, cập nhật liên tục thông tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ, chỉ đạo triển khai kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế trên địa bàn, quán triệt phương châm 4 tại chỗ, chủ động xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trong đó, Thủ tướng lưu ý tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn, triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện tại nơi neo đậu tránh trú và các hoạt động sản xuất trên biển, ven biển, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, khu du lịch, dịch vụ ven biển. Cùng với đó, triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân. Các địa phương triển khai các biện pháp để hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở y tế, sản xuất kinh doanh, đê điều, hồ đập, công trình xây dựng, nhất là công trình giao thông, đê kè đang thi công dở dang, khẩn trương hoàn thành việc cắt tỉa, trang trống cây xanh đô thị, nhà cửa, trụ sở, nạo vét, khơi thông cống rãnh, hệ thống tiêu thoát nước, đồng thời vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo an toàn tuyệt đối các công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ. Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh thành nêu trên chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở, thiếu nước uống. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng Thủy văn tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai có hiệu quả công tác ứng phó theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền, vận tải hoạt động trên biển, trên sông, đảm bảo an toàn hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, triển khai biện pháp phòng, chống bão, lũ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và các dự án quan trọng quốc gia, công trình, hạ tầng giao thông trọng điểm đang thi công tại khu vực. Bộ trưởng các bộ, Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng cứu hộ,
cứu nạn, ứng trực thường xuyên, sẵn sàng cứu dân, tài sản và các yêu cầu khẩn cấp khác. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. Bão số 4 tác động rất rộng, tuyệt đối không xem nhẹ gió cấp 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 4, hiện tại ở Cồn Cỏ, Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hoành Sơn, Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Đồng Hới, Quảng Bình có gió giật mạnh cấp 7. Đêm qua đến sáng nay ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hòa Bắc, Đà Nẵng 152mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 270mm, Hương Phú, Thừa Thiên Huế 249mm, Đắk Rông, Quảng Trị 112mm. Hồi 7 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Trước diễn biến bão số 4, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dù là áp thấp nhiệt đới hay bão số 4 mạnh cấp 8, chúng tôi vẫn khuyến nghị người dân không nên nghĩ rằng đó là gió yếu, đặc biệt khi hoàn lưu cơn bão rất rộng, không chỉ tác động trực tiếp vào Bắc và Trung Trung Bộ, mà còn mở rộng ra các khu vực khác như Nam Đồng Bằng ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do kết hợp hoàn lưu gió mùa Tây Nam mạnh nằm trong dải hội tụ nhiệt đới. Ông Khiêm nhận định, hệ thống thời tiết xấu này có thể làm xuất hiện các hiện tượng mưa, dông, lốc xoáy kèm gió giật mạnh. Chúng tôi nhấn mạnh rất nhiều lần rằng gió giật mạnh trong dông, lốc xoáy thì mạnh, thậm chí còn nguy hiểm hơn bão mạnh, rất nguy hiểm đối với các hoạt động trên biển cũng như trên bờ, nhất là các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản. Chúng ta tuyệt đối không nghĩ đây là cơn bão cấp 8 mà xem nhẹ tốc độ gió, ông Khiêm nhấn mạnh. Về tình hình mưa lớn, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 4 kết hợp giải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng. Mưa lớn đã bắt đầu từ đêm qua đến nay, tiếp tục kéo dài trong những ngày tới. Từ nay tới 2 ngày tới, lượng mưa ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thể từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Trọng tâm mưa lớn tại các địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị với cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 đến 6 giờ khi bão tác động trực tiếp. Ngoài ra, mưa lớn cũng có thể xuất hiện ở khu vực Nam Đồng Bằng Trung Bộ, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lưu ý, mưa lớn tại khu vực Tây Nguyên, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng có thể dẫn tới tình trạng sạt lở đất. Mưa lớn tại Nam Bộ dẫn tới các vấn đề ngập úng đô thị. Với lượng mưa lớn tới vài trăm mm, vùng núi phía Tây và Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên đều nằm trong cảnh báo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới, ông Khiêm lưu ý. Bão số 4 áp sát miền Trung, nguy hiểm lan rộng, loạt tỉnh thành cân nhắc cho học sinh nghỉ học. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 9 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 90 km về phía đông, cách Quảng Trị khoảng 120 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 25 km/h. Để chủ động và linh hoạt trong công tác ứng phó với bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên ngành giáo dục, ngày 19 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nhiều tỉnh thành về việc ứng phó với cơn bão số 4. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, trực ban 24 trên 24 giờ, thường xuyên cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương để có phương án ứng phó kịp thời. Lên phương án di dời tài sản, máy móc,
thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, đảm bảo các trường học, cơ sở giáo dục không tổ chức hoạt động ngoại khóa tại các vùng ven biển và vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Cân nhắc cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đặc biệt ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng do mưa bão. Đảm bảo thông tin về lịch học và sự an toàn của học sinh được truyền đạt đầy đủ đến phụ huynh. Ngay sau khi bão tan, tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn và vệ sinh trước khi đón học sinh quay trở lại trường. Liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 4 đang hướng thẳng vào các tỉnh miền Trung nước ta. Từ sáng ngày 19 tháng 9, tại các tỉnh miền Trung đã có mưa vừa đến mưa to kèm theo gió giật mạnh. Lái xe máy qua cầu, gặp gió lớn phải đẩy, đã có tình trạng cây ngã đổ. Một số tuyến đường biên giới ngập, chia cắt do lũ. Nhiều tỉnh bắt đầu cho học sinh nghỉ học, nâng cấp cảnh báo ứng phó với bão. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo. Dù bão số 4 đang được dự báo chỉ cấp 8, nhưng người dân không được chủ quan do hoàn lưu của bão số 4 có thể gây ra mưa lớn diện rộng, sạt lở đất, lũ quét.